Chào mừng đến với hệ sinh thái MBI Go, là tập đoàn công nghệ đa quốc gia có lịch sử phát triển hơn 25 năm qua. Chúng tôi mang đến cho người dùng một khái niệm hoàn toàn mới về xe máy điện, với những chiếc xe có công suất lớn và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn bất kỳ một chiếc xe máy điện nào hiện có trên thị trường. Không chỉ là một chiếc xe máy điện, MBI Go còn là cả một hệ sinh thái xanh của tương lai, với chuỗi tiện ích thông minh, sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Trong hệ sinh thái này, xe máy điện MBI được hướng đến là một phương tiện di chuyển của tương lai với các công nghệ thông minh tiên tiến, khả năng vận hành vượt trội, sử dụng nguồn năng lượng một cách tối ưu và hoàn toàn thân thiện với môi trường. Xe máy điện MBI có đầy đủ những tính năng của một chiếc xe máy truyền thống với khả năng vận hành tương đương một chiếc xe máy chạy xăng, có dung tích động cơ từ 110 đến 125 phân khối, tốc độ tối đa đạt 110 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 đến 50 km/h chỉ trong 3 giây, có thể di chuyển được quãng đường lên đến 110 km trên một lần sạc đầy. MBI Go là một hệ sinh thái năng lượng xanh, gồm xe máy điện MBI, hệ thống trạm sạc pin MBI Go và ứng dụng MBI Go trên điện thoại thông minh. Xe được kết nối không dây với smartphone thông qua ứng dụng MBI Go, giúp người dùng có thể quản lý các thông số vận hành của xe như tình trạng pin, tình trạng xe, định vị xe, có thể điều khiển xe qua ứng dụng như thay đổi chế độ lái, khóa xe và nhiều tính năng khác. Trạm sạc pin cũng được kết nối với smartphone thông qua ứng dụng, giúp người dùng trên toàn quốc có thể kiểm tra được vị trí trạm đổi pin gần nhất và tình trạng sạc của các pin ở trạm. Với mục tiêu 10.000 trạm sạc được phủ trên phạm vi cả nước cho đến cuối năm 2020, khách hàng có thể dễ dàng đến các trạm sạc gần nhất để đổi pin với quy trình chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Tại mỗi trạm sạc, khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng MBI Go để kết nối với trạm sạc và tiến hành thay pin. Ở đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm quy trình thay pin hiện đại với hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng thông minh và các thao tác thực hiện vô cùng dễ dàng. Một hệ sinh thái xanh hoàn hảo, MBI Go chính là chìa khóa mở cửa dẫn lối vào thế giới tương lai, nơi công nghệ và năng lượng xanh được khai thác một cách triệt để, hướng tới một môi trường sống an toàn và văn minh cho con người.